Tiên thử hâm nóng tình cảm với chồng và nhận về cái kết phũ phàng. Phản ứng của chồng sau khi nhận về hành động tình cảm khiến tóc tiên bất lực. Kể từ khi kết hôn với phù thủy âm nhạc Hoàng Tulliver, tóc tiên trở nên khá khép kín và hạn chế chia sẻ về đời tư và ông xã. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, tóc tiên đã hào hứng khoe khoảnh khắc hâm nóng tình cảm với chồng ở chốn đông người. Tuy nhiên sự kém ăn ý của ông xã khiến nữ ca sĩ muốn gục ngã. Cụ thể cặp vợ chồng đình đám đã có mặt tại một địa điểm đầy sang trọng. Khi ngồi kế bên ông xã, giọng ca Ngày Mai đã nảy ra ý tưởng cùng chồng tạo hình trái tim bằng tay. Tuy nhiên kết quả nhận về lại không đúng như những gì cô mong đợi. Nữ ca sĩ không khỏi bất lực, chúng tôi đã rất nỗ lực tạo hình trái tim. Trái tim bất lực. Tóc tiên và chồng đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhiều năm. Đặc biệt cả hai vô cùng tôn trọng sự nghiệp cá nhân của đối phương. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng cho biết cô nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông xã, nếu gọi là vì lập gia đình mà trở nên như vậy thì không đầy đủ lắm. Tuy nhiên đúng là có yếu tố mang tính quyết định trong đó rồi, vì tôi nghĩ mình rất may mắn. Thứ nhất là tôi lập gia đình với một người cùng nghề, rất là hiểu công việc của mình. Thứ hai là người này không bao giờ ngăn cản tôi làm cái gì hết với nghề của mình. Tôi đi đóng phim rất cực nhưng mà anh vẫn ủng hộ, mặc đồ hở hang cũng ủng hộ. Thực ra cái này cũng có cằn nhằn, nhưng mà sau đó cũng kệ vì không làm được gì. Nhờ có sự ủng hộ từ chồng cũng như gia đình đã tương trợ, giúp cho tôi có thêm sự can đảm để hoàn thiện album lần này.